thằng em cho mình xuống móc. Đây là món sống, một sống đuông dừa chứ. Đây là làm ăn sống. Để thằng em rửa xong là ướp rồi ăn. ยังอันนี้ลุยยังเฮ้ยยังลุยยังนะวะลุยว่าต่อตะไก่ตัวไอ้ฮอบอีดุนได้ต่อได้ส่วนตาตั้งได้ไหมอ่ะตั้งเยอะตั้งได้ติดโซงวะก็หมายตะไก่ตัวตายอ่ะเฮ้ยไปดิไปซะหน่อยไปดิเที่ยวกินจี Ôi giời, cho ớt vào. Tí nữa đổ thêm nước mắm vào là xong ăn rồi. Ok rồi. Đổ nước mắm vào để nó muối này, tí nữa nó cay hết. Cho thả nước mắm cho ăn thế này. Món ăn chính hơn. Đấy, giờ món này nó đã bơi đi. Bơi được một nửa rồi. Sẽ là ngấm rồi đấy. Đấy. Giờ gọi ít xoài cho vào. Chút chua. Mày đi thiêu rồi thế. Và đặc biệt à, có bị gió chị chào muốn hạ gió tiền lò nó ăn không làm á để ăn gió ăn gió ăn gió tiền khô mà ăn thẳng cái tốn gì kia hoa mày món sống món thép món canh món chả bột chả bò chả tôm gì kia thử xem nào được không xem nào. Okay. Thử miếng thế nào. Quỷ tải nó rồi. Không đâu. Quỷ tải. Quỷ tải. Đúng rồi, phải. Ngon. Ừ. Cái sơn nhẫn à? Khai nhà à? Chiến đấu món này. Nó canh nhá. Nó quậy cái canh đó nhá. Con hai bữa cháu sơn nhẫn chứ con bài yên rồi. Bữa từ cái này canh à? Không biết xoài à? Hiếm thử á? Á? Thử á? Dạ nhé. Chúng ta sẽ cho mọi người học chữ 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 chữ
Còn tươi sống rồi. Chói à. Canh nhông 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 đó. Thì mình có rồi. Bé. Đấy. 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 Làm tí rượu vào. Nó cắt cơn. Làm con. Rồi chết rồi, gấp gấp đi nó chết rồi. Ra tụi hai tụi má đắp cửa rồi nhiêu rồi nó toàn. Nhiêu tụi gấp rồi ra tụi ra. Nhiêu tụi tay một chút. Con gà đâu nhờ, sao có thứ mệt đau hả? Có thứ có mệt, con rô con á. Ô, nhiều tấm từ hạ khó hàm của ta rồi phải ngay rồi á. Nhiều chưa kể. Bằng tốt giáp rồi. 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 Thế còn sao vậy? Này, cháu nó ít nữa, cháu nó trên đằng nào? Nó ngồi nữa. Đó, ít nữa. Nghe nha. Đúng, nó cứ còn nghe. Ôi, chị tay quá. Nó có một đằng áo, chị tay quá. Chà, nó. Ừ, mày bảo tán kìa. Nó đây. Ừ, ừ. Đó. Con này còn tươi ngon này. Rồi rồi, ngon rồi. Bác sĩ, tầm nó. Đó, cho mồm đi. Ngậy lắm rồi. Thế yếu con mèo à? Ngon á. Mình sốt sốt ông này, xe. Nhà hoa tụt sốt đó, mày hiểu nhỉ? Tổng đơn. Ây, giờ món này xong hết rồi. Rồi anh em cũng khoảng chục chai rồi. Giờ vẫn còn sống ăn đến giờ. Giờ vào bụng chắc cũng hơn chục con rồi. Hơn chục con rồi. Đâm lên thì nó giả vờ chết rồi. Bây giờ anh em cho mùa thôi. Mày cái nổ co chả này. Ồ, cho hay. Cho. Sẽ tóc bị tao bay lục tới lục cái gì mà đi. Này. Cho một chinh chí bị tao bị bay lục. Đấy, đây, nó mua ra. Nó yêu hai chê đọc chào đó. Chê nào. Ngon bẩn mất hạt. Cái gì? Món này không ăn nữa, ăn thử món này thế nào. Ăn món rang này. Nhiều mỡ lắm. Chấm tí ớt. Món này ngon nhất.